Hiện nay, nhiều người sau khi khỏi bệnh COVID-19 xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào cũng nghĩ là do hậu COVID-19, nên tâm lý hoang mang, nhanh chóng đi khám bệnh để yên tâm. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, trước khi có COVID-19 tại các bệnh viện, vẫn có số lượng lớn người bị cao huyết áp, bị viêm khớp, tiểu đường, viêm tai, viêm ruột. Nếu vậy thì thật vô lý khi sau đại dịch, có bệnh gì cũng đổ tại hậu COVID-19. Tâm lý ổn định đóng vai trò quan trọng với người bệnh COVID-19. Thời gian qua, nhiều người truyền nhau các thông tin về hậu COVID-19, nhất là thông tin về phổi khiến nhiều người hoảng loạn. Nếu muốn đi khám hậu COVID-19 thì nên chọn những cơ sở uy tín, tránh bị vẽ vời để rồi tiền mất tật mang. Bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, không phải tất cả mọi người sau khi khỏi COVID-19 cần đi khám hậu COVID-19. Tuy nhiên, cũng không nên có tư tưởng chủ quan, hậu COVID-19 sẽ không sao. Nhóm cần đi khám hậu COVID-19 gồm người có nguy cơ cao như người lớn tuổi, từng nhập viện điều trị COVID-19, người có nhiều bệnh nền, người có triệu chứng bất thường sau một tháng khỏi bệnh mà không thể lý giải bằng nguyên nhân khác. Với nhóm người khỏe mạnh thì tiếp tục tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý, dinh dưỡng, vận động, lắng nghe cơ thể. Theo bác sĩ Nguyễn Như Vinh, hiện có 3 định nghĩa về hội chứng COVID-19 kéo dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người được xem mắc hội chứng hậu COVID-19 kéo dài khi xuất hiện các triệu chứng không thể lý giải sau 3 tháng mắc COVID-19 và triệu chứng này kéo dài trong 2 tháng. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Mỹ định nghĩa hội chứng COVID-19 kéo dài là những triệu chứng không lý giải được bằng lý do khác mà người bệnh gặp phải sau hơn 4 tuần khỏi bệnh. Theo Viện Y tế và Chất lượng Điều trị Quốc gia Anh, NICE, mốc thời gian để xác định một người mắc COVID-19 là sau 3 tháng. Nếu theo định nghĩa của WHO, thì số người ở Việt Nam mắc hội chứng COVID-19 là rất ít. Định nghĩa này có tính chất tương đối trong nghiên cứu, còn khó áp dụng thực tế. Ví dụ, nếu một người có triệu chứng ho sau 3 tháng, triệu chứng này xuất hiện liên tục trong 1 tháng, thì vẫn phải cần đi khám hậu COVID-19 sớm, chứ không thể chờ đến 2 tháng mới khám. Diễn tiến bệnh COVID-19 chia 3 giai đoạn. Giai đoạn cấp tính là kể từ khi có triệu chứng, test nhanh dương tính, thường dài khoảng 4 tuần. Trong giai đoạn cấp tính, nhiều khả năng các triệu chứng sẽ tự hồi phục. Tuy nhiên, nếu người bệnh cảm thấy các triệu chứng nặng lên như ho nhiều ra máu, khó thở nhiều, sốt không hạ thì cũng nên đi khám. Từ 4 tuần đến 12 tuần là giai đoạn COVID-19 vẫn tiến triển, xét nghiệm âm tính nhưng bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Sau 12 tuần được xem là giai đoạn hậu COVID-19. Như vậy, hội chứng COVID-19 kéo dài bao gồm cả giai đoạn tiến triển và hậu COVID-19, tức là từ 4 tuần đến 12 tuần trở lên. Tại Việt Nam, phần lớn người dân có triệu chứng và đi khám từ 4 tuần trở lên, tương tự định nghĩa của CDC Mỹ. Một người có triệu chứng bất thường sau khi khỏi COVID-19 một tháng mà chính bản thân hay nhân viên y tế không thể lý giải bằng nguyên nhân khác thì mới gọi là hậu COVID-19 kéo dài. Ví dụ, một người bị tiểu đường trong thời gian bị COVID-19 không thể mua thuốc uống đều đặn hay khỏi COVID-19 cảm thấy mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều thì là do tiểu đường không kiểm soát được, có lý do chứ không phải do hậu COVID-19. Hay nếu một bệnh nhân bị ho sốt, khó thở, nhưng hình chụp X-quang phổi cho thấy dấu hiệu bệnh lao thì đây không phải hậu COVID-19. Do đó, để biết một triệu chứng có phải hậu COVID-19 hay không, bác sĩ phải loại trừ các lý do gây nên triệu chứng đó. Khi không tìm được lý do thì mới gọi đó là hậu COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Như Vinh cho biết thêm, thời gian qua, phòng khám hậu COVID-19 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận gần 20.000 bệnh nhân đến khám. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện điều trị ít. Sau khi thăm khám, các bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạng người bệnh để kết luận các triệu chứng có liên quan đến COVID-19 hay không và có hướng điều trị. Với bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có yêu cầu thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu để yên tâm, tùy trường hợp bác sĩ xem xét phù hợp mới chỉ định. Có một số phụ huynh đi khám dẫn trẻ theo và muốn chụp X-quang cho trẻ. Tuy nhiên, nếu thăm khám phổi trẻ tốt bình thường thì không cần làm vì tia X-quang có thể không tốt cho sức khỏe trẻ, không nên lạm dụng. Theo WHO, đối với COVID-19 kéo dài, không có phương pháp điều trị chung cho tất cả bệnh nhân. Việc điều trị phải lấy bệnh nhân làm trung tâm và tập trung vào các triệu chứng mà bệnh nhân gặp phải. Các biện pháp chủ yếu là phục hồi chức năng hoặc kỹ thuật tự quản lý để giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.